Vào khoảng 19 giờ, hai thanh niên chở nhau trên xe máy mang biển số 60B1-23927 lưu thông hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An. Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh thì va chạm với xe máy chở đôi nam nữ mang bảng số 59G1-43177. Vụ tai nạn khiến cả 4 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một số người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu cho biết hai thanh niên chở nhau có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Nguyên nhân tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.